Cái này đặt ở đâu? Dạ trong cái cậu á. Bao ngọt. Mà cái bộ gọt này hơi bị phạm nhiều phải không? Dạ không cô, tại cái mắt của mình á, mắt nhỏ mình xây hơi cao một chút, mắt bự thì mình phải hạ xuống. Để không thôi nó không có đi cái mắt. Mắt dễ hớm như mắt mình. Thì nói chung là do trái nhỏ như vậy chứ tôi thấy gọt này là hơi bị hao rồi đó. Là hao đâu cô xây bằng dao nó còn hao nữa, nhiều hơn cái này nữa. Nè cô thấy không? Ý là gọt xong nhưng mà cái mắt cái lưỡi nó hơi cũng hơi sâu thiệt. Cho nó cạn lên chút, phải không? Đúng rồi, cái lằn của nó cạn lại nè nó sâu quá nè, thành ra nó phạm vô cái thịt nè, cái phần ở phía dưới này nè, thấy không? Đúng rồi. Không sâu là nó không có nhỏ lên được như cái mắt này đâu, mình không sâu là nó không có nhỏ được. Sâu thì nó còn sót cái dấu đen. Nó còn cái dấu đen á. Cái gì, cây này 200 ngàn hả? Dạ. Gọi là xay, dùng để xay mắt khóm. Dạ. Đâu có thấy bán ngoài chợ đâu không? Dạ không đâu. Cái này không có thấy chợ. Cái này là đặt mua ở đâu chị? Dạ trong các cậu á cô. Mà cái chỗ nào, tiệm nào? Ở trong đường nhà con chổng á. Không xua làm cái gì? Ừ. Trong đường nhà chổng á mấy cô. Ví dụ muốn đặt á thì kiếm chỗ nào để biết, chỉ dạ. Cho người ta luôn đi. Mà thì ở trong đường các cậu, trong đường nhà con chổng á. Hả? Ông anh bà con muốn làm. Anh bà con ổng làm bán nè. Mình đặt ông làm không? Ông tự làm bên luôn chứ không phải là ông tiệm luôn. Ông không phải tiệm. Ở bên pha chạy hồi xưa á, theo đường đó đó. Ổng tên gì? Xua. Cà xua hả? Xua, hay xua. Xua. Biết sao mà ý, ví dụ có ai mua người ta chỉ dỗ cho ông mận trời. Dạ. Làm này lâu chưa? Con hả? Cái vụ xây khóm, xây mắt khóm này à, nè. Xây mắt khóm nè. Thời gian gần đây à. Mới thời gian. Ông mới phát minh ra đó. Thấy nhanh hơn nhiều gọt dao phải không? Dạ. Thấy nhanh. Nhanh hơn nhiều. Má ơi, chết sao có đem theo được không? Bà Nga cho con mua cô cùng với 18 ngàn ăn bữa nay. Tính ra là một trái khóm như vậy là xay như vậy là hết phút không? 8 đường á cô. 8 đường hả? Xay xuôi là 8 đường á cô. Ủa cái trái nào nó cũng 8 đường hả? Nhầm trái cô ơi. Trái nó mắt nó hơi nhặt là nó hơn 8 đường.